Xin chào mọi người đến với kênh của mình nha. Đây. Đây em Vinh. Cho mấy em ra vườn chơi mà mấy em lì quá lì luôn. Mà muỗi nhiều quá mọi người ơi, muỗi cắn. Nè ghi. Xin chào mọi người đi Vinh. Cái mặt hớn nè. Vinh này là được chị gần hơn 9 tháng rồi đã mọi người. 9 tháng rồi nè. 9 tháng nha. Thì mình chia sẻ những cái video này là về cuộc sống và cái sinh hoạt hàng ngày của mình ở nhà đó mọi người. Thì mình ở nhà chăm con đó. Em lớn là Gun rồi, em nhỏ là Gin nè. Em lớn là 3 tuổi còn em nhỏ là 9 tháng nè mọi người. Thì mình cũng có những cái bí quyết nuôi con. Tuy là nó không hay, mình cũng áp dụng thường xuyên nhưng mà không biết mọi người có áp dụng theo mình không á. Thì mình cảm thấy mình làm như vậy cũng rất là bé, rất là trộn vía nha. Ví dụ như là mình cho ăn là mình cho ăn vừa phải thôi, bé nó không quá no mà cũng không quá đói. Thì khi mà no lắm thì bé sẽ ập ra, như vậy nó sẽ thành thói quen đó mọi người. Còn đói thì nó sẽ là cái bụng của nó khó chịu á, nó sẽ thèm ăn này nọ, nó cũng sẽ gây với mình đó. Thì còn khi tắm á thì mẹ Vinh luôn là pha nước tắm, nấu nước lá cho mấy con tắm nha. Ngày nào mình cũng tắm nước lá nè, mình cũng là tạo thói quen cho con luôn đó. Với lại là mấy hôm nay á, ở nhà mẹ Vinh á trời rất là lạnh luôn, cho nên là mình phải tắm nước lá. Có xã này gần chuyện đó lên được 2 cái răng rồi, rất là dễ thương luôn. Mọi người chúc mọi người ngày mới sức khỏe bình an và dồi dào sức khỏe nha. Nhớ ủng hộ kênh của mình nha mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều.